chiếc xe đang bị đứt dây cu loa. Đây đang ngồi ở dưới đường các bạn nhé, đi thành phố về mà đang bị đây hai vấn đề ngồi. Dây là bịt dây cu loa các bạn ạ. Dây đi thành phố về mua đồ cho trên bản. Thế mà đang gọi đồng đội đến cứu mà chứ ai đến cứu được cả. Đây, một xe đô. Đây, đang ở giữa rừng núi thế này thì giờ ai cứu đây? Trời cứu. Bên đây là gần 4 giờ chiều, 4 giờ 30 phút chiều. Đây toàn xe này, rồi đi thành phố về mà. Quá nhỏ luôn. Đây này, đồng đội chán nhá này. Đồng đội ngủ. Không này này. Đây, toán rồi các bạn ạ, bây giờ ngồi ở giữa rừng núi thế này. Phụ pha máy đấy, nắng ở giờ rừng núi thôi, xe hư mà bây giờ không gọi được ai cả, anh em ở dưới nhà thì đang vào bản cả đấy. Cả vấn đề thì ngồi đây đường cuộc lồ. À, gọi anh Dùng nhưng mà anh Dùng bây giờ không có xe thì lên cứu bằng niềm tin. Đi thành phố về đây, đường lên thành phố ở không biết ở đâu, bây giờ cứ ở giữa rừng thế này. Đồng đội đi nằm trong xe ngủ. À, ngủ có kề. Đồ thì một xe đầy ắp đồ. Cặp sách, bụt, quần áo, dây dẹp, bàn, ghế, mì tôm. Đồng đội thì đứng nằm ngủ các bạn ạ. Gọi mạnh cái đường nó lên này, chán thật. Gọi nhanh nữa. Anh gọi cho anh Mạnh cái nè. Gọi chán thì lên luôn. À, bây giờ này, Huỳnh Đề ngồi cái này, Huỳnh Đề rọi bùng á, số mới này, Mateo này, Tà Bin này, em gọi thôi, gọi cũng nghe mày không? Đưa anh số anh gọi, em máy đến đốt sườn. Không có xe nào kéo đi qua này. Kéo xe là cả anh thấy mình nó không đứng lại đâu. Đó, xe cứu hộ rồi. Bây giờ phải tìm cách thế nào không thì bế về hay xuống bế về đấy chứ. Buồn lắm các bạn. Chào tất cả mọi người, chào 270 xe hỏng lắm, 270 người ngủ được giấc rồi đó. Điện nếu nào lên chán rồi. Không mà xe bị đứt dây của loa. Nước ấy phủ lên. Chủ tịch đang ở trên bản khó lắm. Bây giờ ở đây về chỗ anh em mình nó còn xa lắm. 6-7 mấy cây số nữa. Tối nay chắc ngủ đây đấy. Đây.